chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với Mark Channel trong Mark Daily. Và hôm nay là ngày 24 tháng 1, hãy cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Mới đây thì một vụ tai nạn nổ iPhone hy hữu xảy ra tại một cửa hàng điện tử ở Trung Quốc. Tuy nhiên thì bối cảnh cho thấy đây không phải là nơi cung cấp dịch vụ sửa chữa chính thức của Apple. Theo video ghi lại thì người khách đã cho pin iPhone vào mồm cắn thử. Viên pin lập tức phát nổ, tóe ra ánh sáng mạnh ngay sau khi bị cắn. May mắn là không có ai bị thương. Đoạn video sau khi được đăng tải lên mạng xã hội Trung Quốc đã nhận được gần 5 triệu lượt xem. Một số chuyên gia cho rằng pin lithium-ion, công nghệ sử dụng phần lớn hiện nay, có khả năng phát nổ, bốc cháy khi chịu những tác động mạnh hay là quá nhiệt. Vì thế mà dù pin thật hay là giả, việc kiểm tra bằng cách cắn như trên là một và không đúng và dễ dàng mang đến những cái rủi ro. Một người dùng trên mạng xã hội Trung Quốc đã bình luận sau khi xem vụ tai nạn: pin không phải là vàng, không hiểu sao lại dùng cách cắn để kiểm tra thật giả. Ngoài vụ việc trên thì trong thời gian gần đây cũng đã xuất hiện ít nhất 2 lần pin iPhone phát nổ, thậm chí diễn ra ngay tại cửa hàng của Apple Store. Trong khi đó thì Apple cũng phải đối mặt với scandal cố tình làm giảm hiệu năng trên iPhone đời cũ và khiến người dùng ùn kéo đến các cửa hàng để yêu cầu đổi pin mới. Những tưởng iPhone X đang là chiếc smartphone được yêu thích nhất thế giới và sẵn sàng được kỳ vọng là mẫu điện thoại bán chạy nhất trong lịch sử của Apple. Tuy nhiên thì mọi thứ có vẻ như đang diễn ra theo chiều hướng bất lợi cho táo khuyết, ít nhất là dưới con mắt của các nhà đầu tư tài chính. Cụ thể thì nhà phân tích Nasdaq từ JP Morgan đã viết trong một báo cáo nghiên cứu rằng các loại smartphone cao cấp đang rõ ràng là đang gặp khó khăn trong năm nay và tiếp tục dự đoán rằng sản xuất iPhone X, siêu phẩm mới nhất của Apple, có thể giảm tới 50% so với quý trước. Theo đó thì vị chuyên gia của tổ chức tài chính quyền lực bậc nhất thế giới đang tỏ ra hoài nghi cho triển vọng của Apple. Và trên các phương tiện truyền thông Đài Loan, theo các nhà phân tích chuỗi cung ứng, các báo cáo đã chỉ ra rằng Apple có thể sẽ cắt giảm kế hoạch sản xuất iPhone X. Một số nhà phân tích của Wall Street thì cũng đã đồng tình cho rằng chiếc điện thoại giá gần 1.000 USD này có vẻ như đang chuẩn bị sụt giảm trong doanh số, do đó có sự bão hòa của thị trường smartphone. Tuy nhiên thì một số khác lại có vẻ lạc quan hơn và các nhà phân tích tại Canalys lại ước tính rằng với 29 triệu chiếc điện thoại trong quý 4, iPhone X là chiếc smartphone bán chạy nhất thế giới trong kỳ nghỉ lễ vừa qua, kể cả khi Wall Street cho rằng doanh số đó không đạt yêu cầu. Còn phần về Apple thì như mọi khi, công ty của Tim Cook vẫn không đưa ra bất kỳ bình luận nào về dự báo của JP Morgan, nhưng cổ phiếu của Apple đã sụt giảm nhẹ ngay sau khi có những dự báo khá bi quan trên. Như các bạn cũng đã biết thì còn một tháng nữa là sự kiện MWC 2018 sẽ diễn ra và đây sẽ là thời điểm tốt để Xiaomi trình làng smartphone flagship đầu tiên của họ trong năm nay, chiếc Mi 7. Cách đây một vài ngày thì một tấm hình render mặt lưng của Mi 7 đã xuất hiện trên Internet và cho đến nay một tấm hình khác về mặt trước của máy cũng đã được lộ diện. Theo đó thì màn hình của Mi 7 sẽ rất lớn, lên tới 6 inch với tỷ lệ 18:9 với cạnh viền siêu mỏng tương tự như chiếc Mi Mix 2 đi trước. Tuy nhiên, màn hình của Mi 7 sẽ lệch xuống phần đáy thay vì lệch trên đỉnh như Mi Mix 2 bởi đây là nơi đặt các linh kiện như là camera chính, loa thoại và các cảm biến khác. Còn mặt lưng của máy có hệ thống camera kép cùng đèn flash LED 2 màu, module camera đặt ở vị trí phía trên cùng bên trái. Chúng được cho là bao gồm một ống kính đen trắng, một ống kính RGB với độ phân giải 12 và 20 megapixel. Cảm biến vân tay được đặt ở trung tâm để người dùng dễ bề sử dụng. Còn phía dưới thì có logo Mi quen thuộc và ảnh render này cũng tiết lộ chất liệu của mặt sau Mi 7 là kính, trùng khớp với tin đồn về việc nó sẽ là chủ dế của Trung Quốc đầu tiên hỗ trợ sạc không dây. Ngoài ra thì nguồn tin nội bộ bật mí rằng Mi 7 sẽ là thiết bị đầu tiên của Xiaomi tích hợp các tính năng AI cho camera sau để mang đến trải nghiệm chụp ảnh ấn tượng. Và được biết rằng bên cạnh chiếc Mi 7 thì Xiaomi cũng đang có kế hoạch ra mắt thêm một chiếc Mi 7 Plus tại MWC 2018 với màn hình to hơn. Vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Mark Channel. Và như thường lệ thì nếu như bạn có bất kỳ cái gì thì hãy để lại phía dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye! Các bạn ơi, các bạn hãy cùng subscribe kênh YouTube của Mark Channel để có thể cập nhật được những video hay và thú vị nhất về công nghệ cũng như là về giải trí. Nhớ bấm chuông nha. Và đừng quên tham gia vào group Mark Mobile chăm sóc khách hàng để có thể nhận được sự tư vấn nhiệt tình nhất đến từ các thành viên của Mark Mobile nhé.